Chào các bạn đến với chương trình MCSA Windows Server 22 của 20410D. Chúng ta sẽ hướng dẫn cài đặt và cấu hình Windows Server 2012. Thì ở module thứ 3 là chúng ta sẽ hướng dẫn cách quản trị các đối tượng trên dịch vụ Active Directory Domain Service. Thì ở đây bài học chúng ta sẽ có 4 phần. Thứ nhất là chúng ta sẽ quản lý User Account. Thứ hai là chúng ta sẽ quản lý Root. Và thứ ba là chúng ta sẽ quản lý Computer Account. Và bài thứ tư là chúng ta sẽ hướng dẫn cách quản trị và chúng ta cách phân quyền, ủy quyền, delegate administration. Rồi phần lab chúng ta cũng tương tự có 4 phần là chúng ta sẽ hướng dẫn tạo user account, hướng dẫn quản lý group, hướng dẫn quản lý đối tượng computer object và cái hướng dẫn chúng ta delegate administrative permission trên dịch vụ Active Directory Domain Service. Rồi bài thứ nhất chúng ta sẽ đi chi tiết về quản lý user account. Thì để lấy quản lý các đối tượng trên Active Directory Domain Service, hay là chúng ta nói chung là quản lý các đối tượng trên domain, thì ở đây để quản lý user chúng ta sẽ có hai cái công cụ chính, và bằng chúng ta đây hai công cụ chính là quản lý bằng giao diện. Thì chúng ta thứ nhất có cái công cụ là Active Directory Administration Snap-in, hay là còn gọi là Active Directory User and Computer. Thì khi các bạn demo thì các bạn sẽ thấy cái công cụ như thế nào. Cái thứ hai là chúng ta có thể dùng Active Directory Administrative Center. Chúng ta sẽ có hai công cụ này, chúng ta quản lý user bằng giao diện. Thì ngoài ra nếu các bạn rành, các bạn chuyên nghiệp hơn, hoặc là các bạn thích dùng command line, thì các bạn có thể dùng Active Directory Module trên PowerShell, tức là dùng cái dịch vụ Windows PowerShell tích hợp các bạn quản trị, bằng cách là chúng ta thêm bớt xóa sửa các đối tượng user account bằng các dòng lệnh, hoặc là dùng directory service command, tức là dùng những cái command line nhưng mà chúng ta chạy trên command line cmd chứ không phải là chạy trên PowerShell. Thì tóm lại chúng ta sẽ có 4 cái công cụ chính để chúng ta quản lý user account là giao diện. Chúng ta có hai cái là Active Directory Administration Snap-in hoặc là Active Directory Administrative Center, hoặc là dùng Windows PowerShell, hoặc là mình dùng Directory Service Command. Thì ở đây Active Directory Administration Snap-in, thì các bạn sẽ thấy có 4 công cụ là Active Directory User Computer, là dùng để quản lý các đối tượng user và computer và group. Active Directory Client Service, chúng ta sẽ quản lý site, chúng ta sẽ quản lý replication giữa các site với nhau, thì sau này các bạn sẽ học. Rồi chúng ta sẽ dùng quản lý Active Directory Domain and Trust, tức là chúng ta quản lý các dịch vụ trên domain, chúng ta trust domain, các root domain, các child domain, hay là những cái dịch vụ liên quan tới trust domain, thì chúng ta sẽ dùng công cụ để quản lý. Và cái thứ tư là Active Directory Schema, thì cái này là rất chuyên sâu, các bạn sẽ học các module sau. Thì ở đây tôi sẽ thấy nói các bạn rất là công cụ này dùng để quản lý các thuộc tính của các đối tượng trên domain controller. Rồi, cái thứ hai là Active Directory Administrative Center. Thì đây là cái công cụ này xuất hiện từ Windows Server 22. Windows Server 2008 thì không có cái dịch vụ này. Thì ở dịch vụ này các bạn có thể thứ nhất là tạo quản lý user, computer and group, tức là chúng ta có thể tạo tất cả các đối tượng trên domain mà chúng ta quản lý bằng công cụ này. Chúng ta có thể tạo và quản lý Session Unit ha. Rồi ngoài ra cho phép đứng tại một cái giao diện Active Directory Administrative Center, các bạn có thể kết nối tới các domain khác và chúng ta có thể quản lý một lần nhiều domain trên cùng một cái giao diện console. Rồi ngoài ra chúng ta cho phép chúng ta tìm kiếm và lọc các đối tượng trên domain theo những cái query mà chúng ta khái niệm. Ví dụ chúng ta muốn lọc các user thuộc group là IT, hoặc là lọc các user hoặc là các group thuộc cái domain là ittraining.vn, hay là các bạn có thể lọc các group thuộc tính là user là nào là thành viên của phòng kế toán, thì những cái thuộc tính đó chúng ta có thể hoàn toàn filter được. Rồi chúng ta sẽ quản lý các dynamic access control, và chúng ta sẽ quản lý các central access policy và central access rule. Thì cái này mình sẽ học trong các bài tiếp theo. Ở đây thì mình sẽ giới thiệu sơ. Thì directory service command line, tức là những cái lệnh này
các bạn có thể chạy trên CMD, tức là các bạn vào CMD, một cái giao diện quen thuộc khi người làm về Windows, thì các bạn có thể chạy các lệnh để các bạn quản trị các đối tượng trên domain. Thì ở đây ví dụ như là DSR, DD, thì chúng ta sẽ tạo các object, tức là chúng ta tạo user mới, hoặc là chúng ta DSR get là chúng ta lấy thông tin đó của user đó. Ví dụ chúng ta lấy thông tin user A, họ tên, full name là gì, email là gì, thuộc group nào. Hoặc là DSMost là cái này chúng ta thay đổi thuộc tính. Ví dụ như chúng ta muốn gán user đó là member của một group A hoặc group B thì chúng ta sử dụng lệnh này. DSMove là chúng ta move cái object đó đi một cái nơi khác. Ví dụ cái user A đang ở thuộc OU là phòng finance, chúng ta muốn move sang cái OU là phòng kế toán thì chúng ta sẽ dùng cái lệnh DSMove. Rồi DS query là chúng ta muốn query tìm kiếm cái đối tượng trong domain. Hoặc DSRM thì chúng ta sẽ xóa cái đối tượng đó. Thì những cái này khi lát nữa demo các bạn sẽ thấy. Rồi, ở đây các bạn thấy cái đây là giao diện Creating User Account, tức là đang tạo một user account. Và cái giao diện này chính là giao diện gì? Administrative Center. Thì đây chính là giao diện chính. Khi các bạn muốn tạo user, các bạn vào cái giao diện là Administrative Center, các bạn sẽ thấy đây là một giao diện. Rồi, Configuring User Account Attribute, tức là chúng ta muốn cấu hình thuộc tính của user. Ví dụ đây là một cái giao diện chính, các bạn thấy là để mà quản trị tạo user mới, và chúng ta đang cấu hình thuộc tính cho user. Ví dụ các bạn nhìn thấy log on hour, tức là gì? Khi chúng ta tạo user đó, chúng ta cho phép user đó log on vào hệ thống. Chúng ta muốn giới hạn user đó chỉ log on một thời điểm nào đó, thì chúng ta có thể giới hạn bằng cái chức năng là log on hour. Ví dụ ở đây các bạn thấy 12 giờ, 12 giờ tức là từ đây là 24 tiếng của chúng ta on từ thứ hai đi, chủ nhật. Thì ở đây tất cả là tô màu xanh nghĩa là gì? Và ở đây log on permitted tức là user này có thể log on vào domain bất cứ giờ nào. Trong trường hợp nếu các bạn chỉ cho phép là user đó log on vào từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, từ thứ hai đến thứ sáu, thì lúc đó các bạn sẽ gì đây? Mình sẽ uncheck, tức là chúng ta bỏ cái ô màu xanh và chúng ta chỉ cho từ 8 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Tức là chúng ta sẽ cho một cái giới hạn nào đó thôi. Thì lúc đó cái vùng còn lại màu trắng mà chỉ cái tô màu xanh là những cái vùng thời gian là user có thể log on. Ngoài thời gian đó thì user không thể log on được vào hệ thống. Rồi ngoài ra chúng ta có thể khái niệm cho user có thể chỉ định log on vào một số máy tính nào nhất định, chứ không phải chúng ta cho phép log on toàn bộ. Chỉ cho phép user đó log on một số máy tính nhất định thì chúng ta có thể cấu hình ở đây. Rồi Creating User Profile, thì khi các bạn làm việc trên môi trường domain thì thường thường user sẽ có một cái profile hay là một cái home directory. Thì cái profile nghĩa là khi các bạn login vào máy tính thì user nó có một profile riêng biệt. Ví dụ như những setting về trình duyệt, rồi những setting về document, rồi những cái khu vực download, rồi cái những cái favorite, những cái desktop, là những cái đó là thuộc cái profile user. Thì trong hệ thống domain chúng ta có thể cho phép profile lưu tại local, rồi hoặc là cho phép profile lưu ở trên hệ thống server trung tâm. Nghĩa là gì? Ví dụ giả sử chúng ta sử dụng các chức năng run bin profile hay là chúng ta lưu trữ profile user tại trung tâm, thì user đi mặc dù có đi login vào máy tính A, hoặc là login vào máy tính B, hoặc là login vào tại văn phòng A, hoặc là vào văn phòng B Hà Nội, hoặc là vào văn phòng Hà Nẵng, user nó có login vào thì cũng sử dụng đúng một profile đó thôi. Tức là giờ có login bất cứ máy tính nào thì vẫn xài chung một profile. Ngoài ra thì các bạn có thấy có một cái folder hoặc là một cái ổ mạng được map với là home directory. Thì cái home directory nghĩa là gì? Tức là cho phép các bạn cấu hình user đó lưu trữ dữ liệu, những tài liệu cá nhân, những tài liệu công ty vào cái folder home directory. Thì khi mà lưu trữ tại cái home directory thì tức là nó sẽ lưu trữ ở server. Máy tính local bị hư hỏng thì cũng không có dữ liệu. Ngoài ra khi lưu trữ ở cái home directory là chỉ đúng user đó truy cập được. Ở đây đúng về phương diện thì chỉ có user mới truy cập được thôi.
Còn các bạn là quản trị chắc chắn là các bạn trung tâm được rồi, đó là mình không nói. Nhưng mà về mặt phương diện user thì đúng, user nó mới có quyền truy cập, các user khác không có quyền truy cập. Nếu muốn thì chúng ta phải phân quyền, nhưng mặc định là chỉ đúng user đó sở hữu owner thì mới có quyền truy cập. Rồi thì ở đây chúng ta bài thứ hai là chúng ta quản lý group. Chúng ta thường có hai group là distribution group và security group. Thì distribution group thì chúng ta là dùng phân bổ các đối tượng các thiết email. Ví dụ các bạn có một cái group distribution là tên là IT và các bạn add các member thuộc phòng IT vào group đó, thì nghĩa khi các bạn gửi mail tới group này thì các thành viên của group sẽ được nhận được mail. Tức là distribution group mục đích nó chủ yếu là phân phối email ha. Và nó không có security enable, tức là chúng ta không thể phân quyền các chức năng thuộc dạng security trên cái group thuộc là distribution group. Còn security group thì cho phép chúng ta cấu hình quản trị phân quyền về security. Và ngoài ra security group vẫn có thể là làm distribution group. Tuy nhiên distribution group thì không thể làm security group. Và khi các bạn tạo group thì các bạn có thể thay đổi thuộc tính giữa hai group này, nghĩa là ban đầu các bạn tạo group thuộc tính là distribution thì sau đó các bạn có thể chuyển thành security, hoặc là khi các bạn đang tạo security thì các bạn có thể chuyển thành distribution group, mà chúng ta có thể chuyển đổi qua lại. Thì group scope ở đây trên môi trường domain thì các bạn sẽ có, chúng ta scope chúng ta bốn scope, tức là scope thứ nhất là local, domain local, universal và thuộc group local, global. Thì ở đây các bạn thấy là group scope của mình, các bạn tạo group các bạn sẽ thấy group scope là bốn loại: local, domain local, universal và global. Thì ở đây các bạn, ở đây chữ U là user viết tắt ha, chữ C là computer, hai chữ G tức là global group, DLG tức là domain local group và UG là universal group. Thì ở đây các bạn thấy này, member from same domain thì nghĩa là gì? Tức là giả sử có hai group thuộc một domain thì ở đây local là UCGG DLG UC, thì ở đây các bạn đang viết tắt ở đây thì các bạn thấy viết ở đây. Thì ở đây ví dụ giả sử mình lấy một ví dụ, các bạn thấy group local và member from same domain tức là thành viên trong cùng một domain của nó là gì? Tức là member của group local này có thể là một user, tức là chúng ta có thể lấy một user làm member một group thuộc tính là local, hoặc là chúng ta lấy một cái commuter là thành viên của cái local group này, hoặc là chúng ta lấy một group có thuộc tính global group cũng là thành viên của local được, hoặc là domain local group, hoặc là universal group, hay là local user. Nghĩa là gì? Một group thuộc local nó có thể chứa đựng tất cả các đối tượng này. Thì một group local có thể chứa đựng tất cả các đối tượng này, hay nghĩa là chúng ta gọi là cái local này, cái group này nó có cái quyền lực nó rất là lớn và nó có thể bao hàm cả group còn các đối tượng còn lại trên domain. Rồi ví dụ một group thuộc là domain local thì nó có thể chứa cái gì đây? Thứ nhất là chứa thuộc tính user, tức là một user có thể là member của domain local, hoặc là một commuter, hoặc là global group, hoặc là domain local group, hoặc là universal. Thì tương tự các bạn thấy là universal nó sẽ chứa được là user, commuter, global và universal. Global là gì? Nó có thể chứa user, commuter và global. Thì ở đây các bạn nhìn lại cuối cùng là chúng ta thấy gì? Global có thể là member của local, nhưng mà local không thể là member của global. Tức là group local này là lớn nhất. Thì ở đây mình đang nói là trong cùng domain. Rồi tiếp theo là trong cùng một cái forest. Trong cùng forest. Thì tương ứng member local thì cũng có thể là user hoặc commuter, global group và universal, tương tự các group còn lại. Rồi trusted external domain tức là giả sử, trusted domain nghĩa là gì? Giả sử ở đây các bạn có domain là ittraining.vn
Sau này công ty các bạn mua một cái đối tác ví dụ như abc.com thì mặc định khi triển khai ban đầu là hai domain thuộc hai công ty khác nhau, không có liên quan gì nhau. Nhưng mà giả sử sau này chúng ta mua luôn cái domain là abc.com và chúng ta không muốn phải xây dựng từ đầu mà chúng ta muốn kế thừa, chúng ta sử dụng lại cái domain đó, thì bằng cách chúng ta sẽ trớt abc.com và ittraining.vn của chúng ta. Thì sau khi trớt xong thì chúng ta có thể gán các user, các group thành member lẫn nhau. Thì bằng cái quy tắc ở đây các bạn thấy, ví dụ local thì chúng ta có thể gán là user, promoter và global group vào thành member của nó ha. Thì ở đây tương tự các bạn sẽ thấy các group còn lại. Rồi ở đây là chúng ta có thể phân quyền permission như thế nào. Đối với group local thì chúng ta có thể là gán local commuter, chúng ta không thể gán ở ngoài domain, chúng ta chỉ gán local commuter. Domain local thì chúng thể là gán bất cứ chỗ nào trên domain. Universal là gán bất cứ chỗ nào trên forest. Global là chúng ta có thể gán bất cứ chỗ nào trên domain hoặc trước domain, chúng ta có thể gán bất cứ chỗ nào. Rồi khi chúng ta triển khai một group, tức là giả sử chúng ta cần triển khai một hệ thống group và chúng ta phân quyền làm sao để tối ưu, hợp lý và chúng ta dễ kiểm soát nhất. Ví dụ giả sử các bạn, công ty các bạn có khoảng 20 group đủ thứ loại, vừa local, global, universal, và chúng ta có những trust domain và những child domain, tức là chúng ta hệ thống chúng ta rất là phức tạp. Thì làm sao chúng ta phân quyền đúng và đảm bảo security là được chính xác. Bởi vì khi các bạn biết là khi chúng ta phân quyền mà giả sử các bạn phân quyền không đúng thì vô tình một người không được quyền truy cập mà vô tình người ta có quyền truy cập, người ta xóa dữ liệu cũng không được. Mà đáng lẽ cái người đó có quyền truy cập vào mà chúng ta phân quyền sai, cuối cùng người đó không thể truy cập được cũng là không được. Nên làm sao chúng ta kiểm soát được, chúng ta phải quản lý chính xác. Thì ở đây chúng ta có một cái phần là Implementing Group Management. Thì ở đây chúng ta ví dụ chúng ta sẽ có 4 bước, tức là bước thứ nhất ai, tức là identify user hoặc commuter with a member of, tức là chúng ta trước tiên chúng ta phải xác định user commuter thuộc thành viên của nhóm nào, tức là chúng ta phải xác định user là nào, user nào, commuter commuter nào, chúng ta phải liệt kê ra. Thứ hai là global group, tức là chúng ta sẽ xác định các thành viên nào là thuộc group này. Chúng ta domain local group, chúng ta phải cung cấp được các resource và những cái quyền mà chúng ta cần truy cập. Sau đó chúng ta sẽ gán quyền vào. Ví dụ ở đây các bạn có nhóm sale thuộc global, nhóm auditor thuộc global. Thì chúng ta sẽ tạo một cái access list, tức là tạo giả sử tạo một cái group tên là domain local group, tên là ACL Sales Rich. Thì sau khi tạo cái group này, chúng ta sẽ gán sale và auditor member của group này. Thì sau khi gán xong thì chúng ta phân quyền security ở đây. Thì sau khi phân quyền security thì những thành viên sale hoặc là auditor nó sẽ có những cái quyền nhất định, và các bạn sẽ tùy theo nhu cầu chúng ta mà các bạn sẽ phân quyền. Ví dụ chúng ta phân quyền chỉ có rich dữ liệu hoặc là vào có quyền modify hay là full control, tức là có thể xóa sửa thay đổi thông tin của người khác. Read là chỉ vào xem à, chúng ta không thể thay đổi thông tin, không thể sao lại được à, chúng ta không thể làm gì được. Thì ở đây thứ nhất là chúng ta triển khai như thế nào. Thứ nhất là identify user promoter, tức là ứng với mỗi cái ở đây mình các bạn thấy nè. Thì ở đây thứ nhất là mình identify user promoter, tức là ứng với mỗi phòng ban, ứng với mỗi đối tượng user promoter, chúng ta phải liệt kê được là user nào có quyền truy cập, máy tính nào có quyền truy cập, chúng ta phải xác định, chúng ta phải liệt kê ra, trong chúng ta phải liệt kê ra. Cái thứ hai là lúc nào được quyền truy cập thành viên group nào, chúng ta phải xác định được. Ví dụ chúng ta muốn cấp quyền cho sale, nhân viên của phòng sale, nhân viên của phòng auditor, hai nhân viên,
Những phòng này nhận thuộc group Global Group. Rồi, bước thứ ba là chúng ta phải tạo một cái group tên là ACL, tức là các bạn phải đặt bất kỳ cell list. Thì ở đây nghĩa là gì? Chúng ta đang đặt một cái group tên là access list cho nhân viên cell có quyền list, và mem thuộc tính của nó chính là domain local. Rồi sau đó chúng ta sẽ gán quyền access to resource, tức là giả sử các bạn muốn phân quyền những user này truy cập vào folder tên là sale, hoặc là folder tên là finance, hoặc là folder abc gì đó, thì các bạn write list, các bạn property, các bạn add group đó vào và các bạn cho quyền read hoặc là write hoặc là modify hay là full control thì tùy theo nhu cầu chúng ta. Thì cái bài phân quyền này các bạn sẽ học ở các module sau, nhưng ở đây chúng ta muốn giới thiệu trước các bạn thì thấy là gì. Khi chúng ta muốn triển khai security cho các group thì trước tiên chúng ta phải xác định là gì đây, muốn phân quyền cho user nào, computer nào, là chúng ta phải liệt kê rõ các user tên gì, các computer tên gì. Cái thứ hai là chúng ta phải xác định global group. Cái thứ ba là chúng ta phải xác định domain local group. Rồi sau đó chúng ta sẽ gán global group vào domain local group là bước thứ ba, và bước thứ tư là chúng ta sẽ gán quyền security. Các bạn nhớ rõ ha, thì chúng ta khi mà xác định triển khai quản lý group về security thì chúng ta lúc nào sẽ có 4 bước. Thứ nhất là gì? Xác định user and computer, chúng ta phải liệt kê user nào, computer nào. Cái thứ hai là chúng ta xác định global group, là chúng ta phải biết được group thuộc phòng ban nào hoặc là group thuộc cái OU nào. Thứ ba là chúng ta phải xác định domain local group, nghĩa là gì? Chúng ta phải xác định group đó có quyền gì, truy cập, read, write hay modify gì đó. Bước thứ tư là chúng ta sẽ phân quyền. Thì ở đây các bạn thấy là cuối cùng chúng ta sẽ xác định, sau khi xác định xong thì chúng ta sẽ theo cái bước là IGDLA ha. Tức là chúng ta sẽ qua được cái bước này, thì khi có cái bước cuối cùng là đảm bảo gì, các bạn là phân quyền security đúng. Còn nếu các bạn không làm theo cái bước này, có thể các bạn sẽ bị miss một cái vị trí nào đó, các bạn phân quyền nhầm thì có thể là ảnh hưởng vấn đề security. Trong lúc đó thì người không đáng được truy cập thì sẽ được truy cập, mà người đáng được truy cập lại không truy cập được. Rồi khi chúng ta quản lý group, default group của chúng ta, thì thứ nhất, khi các bạn xây dựng hệ thống IP directory thì hệ thống chúng ta sẽ có các group default được tạo ra. Thì những group này các bạn không xóa được, và những group này do hệ thống, và nó có thuộc dạng như là built-in container, tức là nó sẽ default nằm trong cái container của trên IP directory. Thì ví dụ enterprise admin, thì ở đây user container for rest group domain, tức là user thuộc member của group enterprise admin thì có toàn quyền trên hệ thống group domain. Schema admin thì cũng toàn quyền trên forest group domain, nhưng mà để quản trị schema, administrator là nó sẽ có quyền trên mỗi domain. Domain admin thì sẽ có quyền trên mỗi domain. Server operation là cũng có quyền trên mỗi domain, dùng để quản lý các server, quản lý account. Thì account operation là dùng để quản lý account, ví dụ reset password rồi gán user thuộc member group nào, hoặc là move user từ OU này qua OU khác, thì những cái đó là account operation, thì cũng là quản trị trên mỗi domain, tức là nó có quyền trên mỗi domain, nó không thể có quyền sang các domain khác. Backup operation cũng tương tự, là trên mỗi domain, thì dùng để phân quyền, user có quyền chạy các tác vụ liên quan tới backup. Hoặc là chúng ta có group print operator, thì cái group này dùng để quản trị các việc in ấn và nó chỉ quyền trên mỗi domain. Search publisher là quản lý các certificates, dùng các certification trên hệ thống thì cũng là hệ thống trên mỗi domain. Thì chúng ta sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chúng ta có 9 group default.
Rồi thì ở đây khi các bạn tạo các group thì chúng ta sẽ có một cái số group hoặc là những cái user default mà các bạn để ý. Chúng ta sẽ có anonymous logon, authenticated user, everyone, interactive network, router owner. Thì những group này là những group default trên domain controller hoặc là trên dịch vụ Active Directory domain service. Thì khi các bạn tạo ra hệ thống domain thì những cái group này mặc định được tạo ra. Thì những cái group này được tạo ra là những group mặc định chúng ta không thể xóa được. Ví dụ group everyone thì default khi các bạn tạo một user thì user đó thuộc group everyone. Tức là hoặc là khi các bạn chứng thực user, chứng thực vào domain, khi chứng thực thành công nó mặc định nó thuộc authenticated user. Rồi những cái group interactive network là những cái group này để chạy các service trên domain. Hoặc là creator owner là dùng group những cái này là ví dụ khi các bạn tạo một cái, có một user nó tạo một cái file thì tự nhiên có một cái group creator owner sẽ được gắn lên cái file đó, thì user tạo đó sẽ được member của group này, tức là nhóm những cái người mà tạo ra những cái file đó. Thì các bạn sẽ thấy rồi converter container. Thì cái converter container là một cái container default khi các bạn xây dựng hệ thống Active Directory thì sẽ có một cái container default được tạo ra tên là converter. Thì mặc định khi các bạn join một cái máy tính vào domain hoặc là một cái server vào domain thì mặc định những cái đối tượng converter, những cái server này sẽ được đưa vào cái converter container. Thì mặc định đưa vào đây. Và khi đưa vào đây thì các bạn không thể gán quyền group policy, chúng ta không thể phân quyền policy theo các container này được. Thì do vậy đây là chính là một cái container default. Thì thông thường các bạn sẽ tạo các OU mới. Ví dụ chúng ta sẽ tạo cái OU tên là laptop, OU tên là desktop, OU tên là server hay là một cái OU tên ABC gì đó. Rồi sau đó chúng ta sẽ mua các thiết bị, máy tính hoặc là những server, những cái máy tính workstation hay là những cái laptop vào từng cái OU tương ứng. Rồi sau này chúng ta muốn phân quyền policy, phân quyền policy như thế nào chúng ta có thể phân quyền tùy ý. Hay chúng ta chia nhỏ ra để chúng ta dễ quản lý. Thì ví dụ ở đây người ta đưa ra một cái best practice, tức là một cái chia sẻ mà thấy là hợp lý. Ví dụ khi các bạn máy tính đối với đối tượng computer thì các bạn nên đưa cái server ra thành một cái OU riêng. Thì đưa cái server ra OU riêng bởi vì gì? Server chúng ta phải security nó, chúng ta sẽ có những cái policy riêng để apply cho nó. Nên là chúng ta sẽ cần đưa ra một cái OU riêng và chúng ta sẽ gán policy, và ngoài ra chúng ta sẽ giới hạn những người admin có quyền truy cập vào. Còn đối với những đối tượng client computer thì chúng ta có thể chia nhỏ hơn thành bằng cách là gì? Chúng ta chia theo workstation và laptop, tức là máy tính để bàn hoặc là chúng ta laptop, hoặc là chúng ta sẽ chia theo từng phòng ban. Ở đây ví dụ các bạn thấy client chúng ta BOS chúng ta sẽ có phần desktop, laptop, rồi CI thì chúng ta có desktop, laptop. Tức là ở đây người ta chia nhỏ xuống theo từng cái tổ chức, rồi từng tổ chức người ta sẽ chia theo desktop hoặc laptop. Chúng ta chia rất là rõ ràng để khi chúng ta apply policy chúng ta sẽ không bị lẫn lộn. Rồi thì thứ hai là chúng ta sẽ quản lý cái quyền để tạo cái converter account. Thì khi các bạn tạo converter account trên hệ thống thì các bạn phải có quyền các bạn mới tạo được. Tức là ngoài những user thuộc domain admin hoặc là administrator hoặc là enterprise thì những user đó toàn quyền thì chúng ta không đề cập. Nhưng mà giả sử chúng ta muốn phân quyền cho một user nào đó có quyền tạo các đối tượng converter object trên domain thì các bạn phải delegate. Chúng ta phải delegation quyền cho người đó làm những cái việc chúng ta muốn. Thì chúng ta phải delegate. Rồi, thì ở đây á, thì có một cái mà đa số chúng ta làm theo kinh nghiệm. Ví dụ, trước đây khi các bạn có một làm quản trị một hệ thống, các bạn cho một máy tính vào domain, thì khi các bạn chỉ có việc là rename computer name đó theo một cái quy tắc nào đó các bạn cho vào domain. Các bạn không có bao giờ kiểm tra trên domain là máy tính cái computer name nó đã tồn tại hay chưa, hay là các bạn phải kiểm tra
trên domain chúng ta có sẵn sàng hay chưa. Thì các bạn là gì, trước đây chúng ta thói quen là gì, mỗi lần máy tính cài đặt xong cho domain, cơ bản là gì, chúng ta đặt DNS trở về domain, sau đó chúng ta right click vào computer chúng ta cho domain là xong. Thì vấn đề các bạn là như vậy, hệ thống vẫn chạy bình thường, không có vấn đề gì xảy ra. Tuy nhiên theo tài liệu Microsoft thì chúng ta nên theo, bởi vì trước khi các bạn muốn cho domain là các bạn phải vào hệ thống Active Directory, chúng ta phải tạo một cái đối tượng computer object. Thì cái computer object này tức là cái tên nó phải là trùng tên với cái computer mà chúng ta muốn cho domain. Rồi sau khi tạo lên cái computer object đó trên domain, sau khi tạo xong rồi chúng ta sẽ gì đây, chúng ta sẽ cho máy tính vào domain. Thì cái mục đích mà chúng ta tạo cái computer name trước là có hai lý do. Thứ nhất là gì, chúng ta đảm bảo là trên domain chúng ta sẽ không có cái đối tượng thứ hai, không có một cái máy tính thứ hai trùng computer name. Cái thứ hai là khi chúng ta tạo là chúng ta chủ động, chúng ta biết được là máy tính nó thuộc cái OU nào, chúng ta thuộc cái location nào, chúng ta vào đúng cái OU đó, chúng ta vào đúng cái location đó, chúng ta tạo cái computer name. Là khi tạo xong thì chắc chắn chúng ta cho domain thì máy tính nó sẽ thuộc cái OU và thuộc cái location đó. Còn trong trường hợp nếu các bạn không tạo mà các bạn tại máy client các bạn cho trực tiếp, thì khi các bạn cho domain trực tiếp thì cái computer name nó mặc định nó sẽ nằm trong cái container là computer. Thì có thể nếu các bạn không để ý thì lúc đó gì, khi các bạn apply những policy thì những cái computer đó sẽ không được apply những cái policy ha, không được apply policy. Rồi ngoài ra khi các bạn giả sử cái computer name đó nó đã trùng tên trong hệ thống rồi, thì khi các bạn cho domain nó sẽ báo lỗi. Nói chung có thể có nhiều lỗi xảy ra các bạn không kiểm soát được. Cho nên Microsoft khuyên chúng ta mỗi lần cho domain chúng ta phải tạo cái computer name trước, rồi sau đó chúng ta mới cho domain. Các bạn lưu ý. Rồi thứ hai là một cái người quản trị mà có quyền cho cái computer đó vào domain. Thứ nhất là người đó, thứ nhất là gì đây? Phải được cấp quyền tạo computer object trên hệ thống Active Directory. Thứ hai là người đó phải có cái là member local admin group, tức là cái user domain của người đó phải có quyền admin local. Cái thứ ba là default mỗi user nó chỉ cho phép là join 10 cái máy tính vào domain. Tức là giả sử chúng ta gắn quyền cho user Trần Văn A có quyền cho máy tính vào domain thì default chỉ cho phép người đó cho tối đa là 10 computer. Thì chúng ta cần chỉnh lại cái quota, tức là giới hạn đó để cho phép user đó có thể join nhiều hơn 10 máy tính. Ha. Thì chúng ta phải vào cái MSDA Machine Quota, chúng ta sẽ chỉnh lại. Default nó chỉ cho phép là 10. Rồi Performing Offline Domain Join. Thì ở đây á, trong các bạn, khi trước đây các bạn đã nghe nói đến cái thuật ngữ là cho domain theo dạng offline. Ví dụ ở đây các bạn thấy nè, mỗi lần mà chúng ta cho domain thì đảm bảo cái domain chúng ta phải available, sẵn sàng. Cái thứ hai là cái máy tính mà chúng ta cho domain nó phải liên lạc với hệ thống domain controller, tức là đảm bảo phải ping được hoặc là NS lookup phải phân giải được. Hay chúng ta có thể nói cách khác là gì, cái máy tính nó nằm phải nằm, đang phải nằm trong hệ thống mạng của chúng ta thì chúng ta mới cho domain được. Tuy nhiên giả sử giờ chúng ta có một máy tính, chúng ta không nằm trong hệ thống domain, có thể nằm cho một user nằm ngoài internet hoặc là nằm ở nhà, hay là hệ thống chúng ta có những cái ngăn cách mà chúng ta cái máy tính này hiện tại chưa được kết nối với hệ thống domain, thì làm sao chúng ta cho domain được. Thì lúc này chúng ta sẽ có một cái cơ chế là offline domain join, tức là chúng ta có thể cho cái máy tính này vào hệ thống domain bằng những cái lệnh ds join provision domain, rồi tên máy tính là gì. Thì ở đây là cái lệnh chúng ta sẽ thấy. Thì trong trường hợp này, ví dụ giả sử máy tính này không có thể liên lạc với domain, nhưng chúng ta có thể hoàn toàn cho máy tính vào domain được. À, thì chúng ta có cơ chế là offline domain join. Thì trường hợp này chúng ta cũng ít sử dụng, thông thường ít sử dụng. Trừ trường hợp bất đắc dĩ hoặc là những cái trường hợp rất là đặc biệt chúng ta mới sử dụng. Rồi tiếp theo, Computer Account and Secure Channel. Thì ở cái phần này, ở đây tôi sẽ nhấn mạnh các bạn hai vấn đề. Là trong trường hợp các bạn làm hệ thống, chúng ta sẽ có những cái trường hợp mà nó sẽ lỗi liên quan tới computer account. Thứ nhất là gì? Cái hệ thống computer chúng ta bị trùng computer name.
Nghĩa là giả sử các bạn có hai cái máy tính nó trùng công tên em. À, hai máy tính trùng công tên em thì chỉ khi trùng công tên em các bạn khởi động máy lên là hệ thống network nó đã báo trùng là các bạn sẽ thấy nó cảnh báo. Và khi các bạn báo trùng là cả hai máy tính nó sẽ bị lỗi trên domain và có thể nó không được apply các policy xuống. Cái thứ hai là gì? Giả sử sau này các bạn sử dụng các bạn Ghost, ví dụ khi chúng ta triển khai đồng loạt 100 máy tính bằng chúng ta triển khai bằng công nghệ là Ghost, chúng ta lấy các bộ file ảnh chúng ta đi có từng máy, thì khi các bạn Ghost ra thì chắc chắn là các máy tính nó sẽ trùng một cái SID. Thì nên đảm bảo cái máy đầu tiên các bạn cho domain không vấn đề, nhưng các bạn cho domain cái máy thứ hai là nó sẽ báo lỗi là trùng SID. Tức là trên hệ thống domain chúng ta đảm bảo hai máy tính không được trùng công tơ nem và không được trùng SID, bởi vì cái thuộc tính mà duy nhất trên domain phải được đảm bảo. Nghĩa là trên domain chúng ta không bao giờ có trường hợp hai máy tính cùng một cái ID hoặc là cùng một cái công tơ nem. Cho nên trong trường hợp giả sử các bạn Ghost thì các bạn phải gỡ cái SID của máy tính ra bằng cách chúng ta chạy cái công cụ sysrep mà trong mỗi cái Windows chúng ta đều có. À, chúng ta đều có cái công cụ sysrep để chúng ta gỡ cái SID và chúng ta phải change cái công tơ nem. Thì đó là một cái trường hợp các bạn sẽ thấy. Hoặc là trường hợp khi chúng ta sẽ restore cái máy tính từ một cái file backup cũ. À, chúng ta restore từ một cái old backup hoặc là roll link, tức là chúng ta roll back lại hệ thống sau sau khi chúng ta snapshot. Thì trong quá trình này có thể sẽ bị lỗi, tức là khi các bạn restore lại là những thông tin nó sẽ bị ghi đè lên domain hoặc là nó bị cầm lít, nó bị đụng, gây trường hợp là khi các bạn login vào hệ thống nó sẽ báo là lost trusted domain, tức là cái máy tính này nó bị mất cái kết nối trust với domain. Lúc đó chúng ta không thể chứng thực được cái công từ object này vào domain, thì lúc đó buộc các bạn phải destroy và chúng ta phải join lại. Và đó là những cái lý do mà các bạn sẽ lưu ý khi làm việc với các đối tượng computer object. Thì ở đây reset secure channel. Thì thứ nhất là gì? Chúng ta sẽ do not delete computer from domain and rejoin. Thì ở đây nghĩa giả sử khi các bạn có một cái trường hợp cái máy tính nó bị là untrusted domain hoặc là lost trusted domain, tức là cái máy tính nó bị mất kết nối với domain và domain không còn nhận diện được cái đối tượng computer object, thì chúng ta giải quyết thế nào? Tức là chúng ta không cần phải delete mà chúng ta chỉ việc right-click vào cái đối tượng computer account trên domain và chúng ta chọn reset. Thì sau khi chúng ta reset và tải cái máy tính chúng ta sử dụng một số thao tác và chúng ta có thể kết nối lại domain và sử dụng bình thường. Thì cái này demo chúng ta sẽ hướng dẫn các bạn sẽ thấy làm như thế nào. Thì để mà reset thì chúng ta có thể dùng các công cụ Active Directory User and Computer, chứ các bạn right-click vào cái computer đó các bạn chọn reset, hoặc là dùng DSmod, hoặc là nestdom, hoặc là ntest, hoặc là dùng PowerShell, tức là rất là nhiều hình thức để chúng ta reset cái secure channel. Thì giống như các bạn tưởng tượng giống như các bạn reset một cái tài khoản hay là reset password một cái user, thì reset cái secure channel nó làm thao tác tương tự, tức là nó sẽ reset lại từ đầu. Rồi, ở đây các bạn sẽ có một cái thuật ngữ là bring your own device, BYOD, thì cái này các bạn sẽ thấy nhiều. Thì ở đây ví dụ như bring your own device thì ở đây mình nói thêm nó hơi ngoài lề chút xíu. Hiện nay một số hệ thống công ty lớn trên thế giới chúng ta sẽ dùng các cơ chế là bring your own device. Nghĩa là gì? Khi các bạn đi làm công ty sẽ không cấp máy tính cho bạn, các bạn tự trang bị máy tính cá nhân các bạn vào mang vào công ty các bạn sử dụng. À, thì các bạn tự trang bị máy tính cá nhân các bạn vào công ty sử dụng, thì chỉ như máy tính cá nhân các bạn sẽ không có gì đây được cho domain và các bạn thích cài phần mềm gì trên máy tính là tùy các bạn, nhưng mà đảm bảo máy tính các bạn phải đủ license về Windows, không bị vi phạm bản quyền, các bạn phải có chương trình antivirus hay là các bạn phải update Office. Thì những vấn đề đó thì những cái đó các bạn tự phải lo liệu, tức là hệ thống của công ty không yêu cầu các bạn phải dùng máy tính cấu hình A cấu hình B, tức là cấu hình các bạn tùy chọn, nhưng mà các bạn máy tính phải đảm bảo các tiêu chí. Thứ nhất là gì? Ví dụ các bạn phải xài Windows phải phiên bản là Pro hay là Enterprise hay là Home hay là gì đó tùy theo cơ chế của công ty. Thứ hai là máy tính các bạn phải được cài antivirus hay là được update hotfix phiên bản mới nhất hay là những gì đó, và license phải được đảm bảo.
Thì khi các bạn đủ những cái cơ chế đó thì các bạn có thể gia nhập vào hệ thống công ty và các bạn sử dụng để làm việc. Và công ty không yêu cầu các bạn phải trang bị cấu hình cao và không yêu cầu các bạn phải cho domain. Các bạn sử dụng máy tính như là một máy cá nhân. Thì đó là những cái cơ chế Bridger Amplify. Thì ở đây chúng ta sẽ có những cái option mà các bạn sẽ thấy. Workplace Zone, tức là chúng ta khi các bạn sử dụng thì trên hệ thống cũng tạo cho các bạn các user để các bạn sử dụng, nhưng mà thay vì các bạn cho máy tính và các bạn sẽ kết nối vào một console các bạn làm việc như là một cái remote desktop và một cái hệ thống ở đó các bạn làm việc. Rồi multi factor access control và multi factor authentication, thì ở đây ví dụ kiểm soát hai lớp hay là nhiều lớp hay là chứng thực nhiều lớp, ví dụ ở đây các bạn sẽ thấy mà hầu như các bạn thường dùng nhất, ví dụ các bạn hiện nay sử dụng Gmail rồi các bạn Yahoo hay là các bạn sử dụng một cái dịch vụ bất kỳ, đa số hỗ trợ multi factor authentication, tức là chứng thực nhiều lớp. Ngoài việc chứng thực bằng password, người ta có yêu cầu chứng thực bằng một cái mã số thông qua cái password có sẵn người ta cung cấp, hoặc là thông qua một cái dịch vụ nhắn tin hoặc gọi điện thoại để người ta nhận gửi cái mình cái mã code và chúng ta nhập cái code đó vào. Ví dụ chúng ta enable multi factor authentication trên Gmail chúng ta, thì giả sử các bạn có password, các bạn login vào, thì không sau khi login password thành công, hệ thống dừng lại và yêu cầu các bạn nhập cái code đó bằng cách nào. Lúc đó Gmail sẽ gửi cho bạn một cái tin nhắn qua điện thoại bằng một cái số là 6 số, 8 số hoặc là 5 số hay một cái dãy chữ nào đó, thì các bạn nhập đó vào. Sau khi nhập thành công thì các bạn sẽ login vào Gmail của mình sử dụng. Thì trong trường hợp này, tức là chứng thực hai lớp, thì trong trường hợp gì các bạn bị mất password, người ta có lấy được password của bạn đó, người ta log on, nhưng mà bước thứ nhất tới bước thứ hai là cái code người ta không có, lúc đó người ta cũng không thể làm gì cái tài khoản của bạn được. Trong trường hợp các bạn mất luôn điện thoại thì cái đó thì mình không nói. Thì đó là những cái cơ chế multi factor authentication, thì những cái này trên Windows đều hỗ trợ. Hoặc là web application proxy, ví dụ giả sử chúng ta có một cái web portal chúng ta public trên internet và cho mọi người sử dụng thông qua một cái cơ chế web application, thì những cái cơ chế này thì nó nằm trong những cái Bridger Amplify. Giả sử các bạn có một hệ thống của công ty application nào đó, thì người cá nhân người ta dùng, người sử dụng user người ta có thể dùng máy cá nhân, người ta login vào cái web đó người ta sử dụng bình thường, không cần phải cho domain, chúng ta không cần phải cài đặt cái này cái kia, mà chúng ta chỉ login vào một website và chúng ta đăng nhập user password xong chúng ta sử dụng rất là bình thường. Rồi bài thứ tư là chúng ta sẽ hướng dẫn delegating administration, tức là chúng ta ủy quyền một cái user, một cái đối tượng nào đó có quyền được làm một cái gì đó trong một cái ô vuông nào đó hoặc là trong domain. Ví dụ chúng ta ủy quyền user Trần Văn A toàn quyền trong ô vuông kế toán, user Trần Văn B toàn quyền trong ô vuông marketing, user Trần Văn C có quyền tạo user account trên domain, thì những cái thao tác đó chúng ta gọi là delegation. Thì ở đây chúng ta có thể delegate trên domain hoặc là delegate trên các OU. Chúng ta không thể delegate trên các container. Các bạn lưu ý chúng ta có thể delegate trên domain hoặc là chúng ta chỉ delegate trên các container, trên các OU. Chúng ta không thể delegate trên các container default của Active Directory. Thì ở đây chúng ta thấy giả sử chúng ta có domain. Ở đây chúng ta có OU Sale, Sydney, Toronto. Đây là những cái OU. Ở đây là cái container default. Cái này cũng là container. Thì các bạn thấy cái gì? Cái biểu tượng nó khác đúng không? Thì OU hoặc domain chúng ta có thể ủy quyền delegate. Nhưng mà vấn đề là container chúng ta không thể. Thì Active Directory Domain Service Permission, thì ở đây các bạn sẽ có những cái permission. Ví dụ ở đây các bạn thấy là gì? Allow, Create, Delete là những cái thuộc tính bên trong. Và Apply, cái object hoặc là
giống trường hợp chúng ta phân quyền, chúng ta phân quyền trên cái folder này, hoặc là chúng ta phân quyền trên folder và các file bên trong, hay là chúng ta chỉ phân quyền các folder con, thì những cái đó chúng ta sẽ chọn những cơ chế là apply to. Thì các bạn lưu ý có một chức năng là inheritance, tức là thừa kế. Thì khi các bạn phân quyền sau này các bạn làm, các bạn sẽ lưu ý các bạn thấy vấn đề là inheritance, nghĩa là khi chúng ta triển khai phân quyền cho một cái user nào đó, chúng ta muốn user đó truy cập từ thư mục cha đến thư mục con, tất cả các quyền hạn như nhau, thì chúng ta sẽ chọn chế độ inheritance. Thì lúc đó mình chỉ phân quyền đến folder cha là tất cả các folder con đều có cùng quyền hạn. Tuy nhiên nếu trường hợp chúng ta giả sử chỉ cho truy cập ở folder cha, các folder con chúng ta không cho truy cập, hay là quyền hạn sẽ được khác so với quyền từ thư mục cha, thì lúc đó chúng ta phải disable inheritance, tức là chúng ta tắt cái chức năng thừa kế, rồi sau đó chúng ta sẽ đi cấu hình bằng tay tương ứng các folder con. Các bạn lưu ý ha. Thì ở đây permission chúng ta sẽ được cấp quyền. Ở đây các bạn thấy nè, permission chúng ta sẽ được assign những user hoặc group. Và khi chúng ta lưu ý nè, sau này khi chúng ta permission, cấp quyền permission, chúng ta nên tạo các group và chúng ta cấp quyền trên các group tương ứng đó. Các bạn lưu ý, đây là một kinh nghiệm, đây là kinh nghiệm xương máu. Các bạn thấy khi chúng ta triển khai hệ thống vận hành phân quyền security trên hệ thống Active Directory, chúng ta không nên cấp quyền trực tiếp cho từng user, mà chúng ta nên, các bạn nên nha, chúng đây là đang nói là nên tạo các group security tương ứng, sau đó cấp quyền tương ứng cho các group đó, rồi sau này muốn phân quyền cho user nào, gán quyền cho user nào, chỉ việc tương ứng đưa những user đó thành làm thành viên của các group mà chúng ta đã tạo trước đó. Để tránh trường hợp là gì? Khi user đó nghỉ việc, chúng ta chỉ việc decimal account hoặc là remove ra khỏi group đó, tuyển người khác vào làm quyền thay thế tương ứng, chúng ta chỉ việc tạo user và chúng ta add vào group là xong. Cái thứ hai là khi chúng ta muốn audit hệ thống chúng ta xem có bao nhiêu user có quyền A, bao nhiêu user có quyền B, thì chúng ta chỉ việc double click vào group và chúng ta thấy được là có bao nhiêu user là member của group đó, là chúng ta biết được có bao nhiêu user có quyền tương ứng. Rất là nhanh chóng trong vấn đề audit security và phân quyền. Còn trường hợp các bạn đi gán cho mỗi user, khi user đó nghỉ việc các bạn disable account, rồi sau là user mới vào, chúng ta phải tạo và phân quyền từ đầu. Khi muốn audit có bao nhiêu user có quyền A, quyền B, thì các bạn phải đi property từng user các bạn thực hiện rất là lâu. Nên kinh nghiệm xương máu là các bạn phân quyền cho các group, sau đó đưa các user làm member của các group. Thì ở đây chúng ta sẽ có những cái trường hợp, chúng ta có những trường hợp là gì? Khi chúng ta bị xung đột giữa các quyền. Ví dụ chúng ta cho cái quyền là deny và chúng ta có quyền allow. Giả sử chúng ta cái quyền trên là chúng ta chọn allow và phía dưới chúng ta chọn deny, thì mặc định deny sẽ được override. Các bạn lưu ý, deny sẽ luôn luôn override allow. Các bạn lưu ý ha. Các bạn lưu ý. Rồi, trong phần lab chúng ta sẽ có 4 phần là quản lý user account, quản lý group, quản lý committer account và chúng ta phải quản lý delegate, ủy quyền cho user, ủy quyền cho một user nào đó làm các công tác quản trị trên hệ thống. Lab chúng ta sẽ chuẩn bị, thứ nhất là gì? Chúng ta sẽ có một Windows Server 2012 làm nhiệm vụ là domain controller, và chúng ta sẽ có một cái Windows 8.1 chức năng là client để chúng ta testing. Rồi, bước thứ nhất chúng ta sẽ hướng dẫn các bạn quản trị user account trên hệ thống domain. Rồi, tại Active Directory chúng ta vào tool Active Directory User and Computer. Rồi, đây chính là giao diện Active Directory User and Computer của domain ittraining.net.local.
thì các bạn thấy là gì? Domain controller là một cái, trong đó chúng ta có DC01 SRV, DC01 SRV. Chúng ta đang có hai domain controller. Đó, chúng ta tạo ra list, chúng ta chọn new. Ở đây chúng ta chọn new object, tức là new OU, organization unit. Ở đây đặt tên là HCM. Brand tức là đang đặt là văn phòng Hồ Chí Minh, và chúng ta protect container from accidental deletion. Chúng ta check vào, nghĩa là khi chúng ta check cái dấu check này là chúng ta không thể delete các OU này được. Ngay cả chúng ta có quyền enterprise admin hay chúng ta có quyền cao nhất, nhưng chúng ta không thể delete. Thì cái option này cho phép chúng ta là ngăn ngừa trường hợp chúng ta lỡ tay chúng ta xóa nhập, nên chúng ta không cho xóa. Để xóa thì chúng ta buộc phải tắt cái chức năng đi. Thì để chọn view, các bạn chọn advanced. Thì khi các bạn view advanced, nó sẽ show ra các OU mà các những cái container mà nó được ẩn đi. Thì sau khi xong, các bạn chọn object và các bạn coi như object là protect object, thì các bạn uncheck nó ra. Thì sau khi uncheck thì các bạn có thể xóa bình thường. Rồi thì ở đây OU, commuter, user đều tương tự, khi các bạn có dấu check đó các bạn không thể xóa được ha. Thì sau này các bạn lưu ý, khi chúng ta xóa không được thì chúng ta kiểm tra cái dấu check được check hay chưa. Rồi ở đây tôi đang demo tạo một cái OU thứ hai. OU. Và chúng ta đặt tên là Melbourne. Melbourne Office. Chúng ta đặt tên là Melbourne Office. Tiếp theo chúng ta tạo thêm một vài OU mới, đặt tên là, chúng ta vào list chúng ta new OU, đặt tên là Hà Nội. Office. Ở đây tôi đang demo hướng dẫn các bạn tạo cái OU. Rồi thì ở đây chúng ta có thể tạo OU con bằng cách là chúng ta để chuột trên cái OU mẹ và chúng ta vào list chúng ta new OU. Thì ở đây khi các bạn để chuột đó, các bạn vào list, thì nghĩa là chúng ta đang tạo một cái OU con trên cái OU tên là Melbourne Office. À, thì chúng ta vừa tạo OU tên là IT Department, là OU con của Melbourne Office. Ví dụ ở đây tạo thêm OU Sales Department, là OU con của Melbourne Office. Rồi ví dụ tạo thêm một OU con của cái Hà Nội Office tương tự, hoặc tên là Finance Department. Và các bạn lưu ý các OU, các đối tượng trên Active Directory User Commuter, ở đây chúng ta theo cái dạng drag drop, nghĩa là các bạn khi muốn di chuyển, các bạn đi việc click vào cái object đó, cái đối tượng OU là máy tính là user, các bạn ra chỗ các bạn kéo đi thì nó sẽ bị move, tức là ở đây theo hỗ trợ là drag drop, tức là chúng ta có thể kéo và thả. Thì lát chúng tôi demo các bạn sẽ thấy. Và ở đây tôi đang tạo các OU tương ứng ha. Thì các bạn lưu ý ở đây mình demo theo cấu trúc các OU được tạo sẵn, trong các bài lab tiếp theo thì chúng ta không cần tạo ha. À, chúng ta có thể là move bằng cách là lab drop, chúng ta kéo và thả. Đó, chúng ta vừa kéo lên operation department thành cái member của Hà Nội Office. À, chúng ta kéo và thả. Vừa rồi là tôi vừa demo, các bạn thấy tạo các OU đơn giản ha, rất là đơn giản. Tiếp theo mình sẽ dùng Active Directory Administrative Center. Thì cái công cụ này cũng tương tự như Active Directory User Commuter, nhưng ngoài đây các bạn sẽ thấy cái giao diện hơi khác ha, giao diện hơi khác. Rồi chúng ta chọn IT Training Local, thì ở đây nó sẽ show tương ứng các OU và các container bên trong. Rồi các bạn ha, các bạn thấy nè OU. Rồi các bạn chọn Hà Nội hoặc là gì đó thì nó là tương ứng, tức là ở đây nó show tất cả OU container. Rồi ví dụ ta chọn là Melbourne Office, chọn New Organization Unit, tức là chúng ta đang tạo một cái OU là OU con của cái OU mà chúng ta vừa tạo, tức là chúng ta vừa chọn. Đây chúng ta đang tạo cái OU con, tức là Marketing Department, và con của OU mẹ tên là Melbourne.
Ở đây chúng ta có thể các thuộc tính khác ha. Chúng ta chọn, nhưng ở đây chúng ta chọn OK. Tức là chúng ta vừa tạo xong một cái OU tên là Marketing Department. Thì OU này là OU con của Melbourne Office. Tức là chúng ta vừa demo tạo OU bằng Active Directory User and Computer và bằng Administrative Center. Chúng ta có hai công cụ chúng ta vừa tạo. Tiếp theo vào chúng ta tool và tool chúng ta chọn Active Directory User and Computer. Chúng ta tạo user bằng cách right click để chúng ta chọn new user. First name, last name, full name thì những cái thông tin này các bạn điền vào. Đặt first name là gì, last name là gì, full name là gì, chúng ta điền vào đây. Và các bạn lưu ý trên domain thì hệ thống user không được trùng nhau. Các bạn lưu ý user login name hay là full name, những cái thông tin không được trùng nhau. Ở đây chúng ta ví dụ đặt tên là Chris Evans. Password, chúng ta đặt password. Ở dưới có bốn dấu check để chúng ta bỏ dấu check user must change password and log on. Nếu chúng ta để dấu check này nghĩa là khi user log in lần đầu tiên yêu cầu user phải đổi password, để chúng ta bỏ dấu check nó ra, hoặc là chúng ta để nếu chúng ta muốn bắt buộc. Rồi chúng ta finish. Rồi tương tự chúng ta có thể tạo user bằng cái công cụ Active Directory Administrative Center. Thì chúng ta kéo xuống, chúng ta chọn cái OU Melbourne, chúng ta chọn IT Department và chúng ta chọn New. Đây, New User. Thì ở đây chúng ta đang tạo New User, tức là tạo user mới trong cái OU IT Department. Cũng tương tự ở đây các bạn thấy gì? OU tên là First Name, thì chúng ta đặt cái filter tên là First Name để chúng ta đặt tên ở đây. Ví dụ đặt tên là Vicky, last name là Vicky Trần. Ví dụ chúng ta đặt tên là user Vicky Trần, full name hiện lên là Vicky Trần. UPN login tức là chúng ta sẽ tạo cái user để user là Vicky là chấm Trần. Password thì chúng ta điền password vào đây, confirm password. Rồi phía dưới chúng ta có login hour. Chúng ta protect from accidental delegation, tức là chúng ta check vào, chúng ta ngăn ngừa trường hợp chúng ta xóa nhập. Rồi log on hour hiện tại là user có toàn quyền, tức là log on 24/24 từ thứ hai tới chủ nhật. Thì chúng ta muốn user chỉ log on đúng những thời gian quy định, chúng ta chọn log on deny. Sau đó chúng ta bôi đen những cái khu vực mà chúng ta muốn user có quyền truy cập, chúng ta bôi đen vào từ 8 giờ sáng tới 4 giờ 30 chiều từ thứ hai tới thứ sáu. Rồi màu xanh tức là hiện tại user chỉ được log on từ 8 giờ sáng đến 4 giờ 30 chiều. Log on to mặc định là chọn on computer, tức là user này có thể log on bất cứ máy tính nào trong hệ thống domain chúng ta. Giả sử chúng ta muốn giới hạn thì chúng ta sẽ chọn các công tơ nền tương ứng. Account expire thì chúng ta chọn end of, chúng ta điền ngày, tháng, ngày, năm, ngày 11/11/2015. Tức là chúng ta đã có 22 ngày 3 giờ, các bạn thấy. Sau cái thời gian này user sẽ tự động expire account, user không thể sử dụng account này nữa. Chúng ta chỉ giới hạn user này sử dụng trong vòng 22 ngày tới thôi. Ở đây các thuộc tính khác ví dụ như là display name hoặc là office, chúng ta để là gì, email là gì, chúng ta điền ở đây. Thì các bạn lưu ý, các bạn thấy cái Active Directory Administrative Center này, khi chúng ta tạo các đối tượng computer, user hay là group thì nó có nhiều filter để chúng ta phải nhập vào. Tức là nó chi tiết hơn so với cái công cụ là Active Directory User Computer. Chúng ta đây. Thì tuy nhiên không phải là ở đây chúng ta mới làm được, mà Active Directory User Computer chúng ta không làm được. Mà chẳng qua là gì, ở đây là nó tích hợp tất cả các option vào trong một cái console. Các bạn làm, các bạn cảm nhận như là nó hỗ trợ các chức năng thực chất là nó như nhau, nhưng mà chẳng qua là Active Directory User Computer nó nằm riêng rẽ từng phần khác nhau. Các bạn phải vào từng nơi các bạn mới cập nhật các thông tin này, nên các bạn thấy sự khác biệt. Rồi Member of tức là chúng ta muốn user này member của group nào.
Hoặc là profile chúng ta muốn cấu hình profile user. Chúng ta có đây. Sau đó chúng ta OK. Tức là chúng ta vừa demo tạo thử một user tên là Vicky Trần bằng cái Active Directory Administrative Center. Rồi chúng ta quay lại cái công cụ Active Directory User Computer. Thì chúng ta thấy đang có hai user trong cái OU IT Department, Switch Event và Big Kitchen. Các thuộc tính các bạn thấy ra đây. Thì các bạn có thể cập nhật các thuộc tính, thông tin Job Title, Department, Community Name, hay là chúng ta có thể thay đổi ở đây. Hiện tại Member đang là, chúng ta có thể phân quyền user nào thuộc member nào, chúng ta chọn file nào và chúng ta sẽ chọn các group tương ứng. Này chúng ta có thể gắn user vào group tương ứng ở đây. Ví dụ ở đây chúng ta gắn user này thuộc global admin, tức là user là đang là member của group tên là global admin. Thì chúng ta có thể move user này từ OU này sang OU khác bằng drag drop, tức là chúng ta tương tự click chuột và kéo và thả kéo thả rất là nhanh, hoặc là chúng ta right click chúng ta chọn move, hoặc là chúng ta chọn kéo thả rất là nhanh drag drop. Hoặc là chúng ta right click vào, chúng ta chọn move và sau đó chúng ta sẽ chọn cái location mà chúng ta muốn move đến. Thì ở đây các bạn phải chọn nó hơi lâu, drag drop rất là nhanh, các bạn xác định được tới chỗ nào mà các bạn chỉ việc kéo chuột thả hay đúng là chúng ta có thể đạt được mục đích. Ở đây thì ở các module đầu chúng tôi demo hơi chậm các vấn đề tạo user, tạo OU, tạo group, bởi vì chúng ta tạo và chúng ta chuẩn bị sẵn cho các lab sau, chúng ta không cần phải tạo nữa, nên chúng ta tạo hơi nhiều theo cấu trúc hơi nhiều nên có thể hơi mất thời gian. Các module sau chúng ta sẽ đi nhanh hơn bởi vì chúng ta đã có những cái group, những cái user có sẵn, chúng ta chỉ việc demo. Tiếp theo chúng ta dùng cái công cụ là Active Directory Module for Windows PowerShell, chúng ta demo tạo user thế nào. Ví dụ chúng ta muốn liệt kê tất cả các user lên domain thì chúng ta dùng cái lệnh get id user trừ filter phía sau dấu sao, là chúng ta sẽ liệt kê tất cả các thuộc tính của user rất là chi tiết. Các bạn thấy ha, khi chúng ta để dấu sao thì nó liệt kê tất cả các thuộc tính user rất là lâu. Rồi, hoặc là chúng ta dùng cái lệnh là SLName, tức là chúng ta liệt kê tất cả user nhưng mà chúng ta chỉ lấy thông tin name thôi. Các bạn thấy, nó chỉ show những user name thôi, nó không cần show các thông tin khác. Chúng ta SLName là chúng ta chỉ lấy đúng thông tin user. Ví dụ ở đây ta đặt cái biến LogOnDash. Ở đây chúng ta đặt cái biến $LogOnDash bằng cái gì, tức là chúng ta sẽ dùng cái lệnh get that chấm với a s day trừ 10. Thì ví dụ ở đây tôi đang lấy là gì, lấy cái thông tin ngày s day là 10 và đặt cho cái biến tên là log on date. Sau đó chúng ta sẽ lấy get id user trừ filter mở ngoặc log on desk. Last log on. Trừ log on desk. Tức là chúng ta lấy thông tin user mà gì đây?
không được login vào hệ thống trong vòng 10 ngày. Tức là những user này đã lâu không được login, ví dụ chúng ta lấy mốc thời gian là 10 ngày. Ví dụ như những user này là gần 10 ngày đây người ta không login, chúng ta sẽ thấy. Ví dụ ở đây chúng ta chọn FLNAME, tức là nó là kê được là gì? Những user này không được login vào hệ thống trong gần 10 ngày gần nhất. Ha? 10 ngày gần nhất. Chúng ta có user 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 user. Tức là 9 user này không login vào hệ thống trong 10 ngày gần đây. Chúng ta có thể gì dùng cái biến chúng ta thay đổi 10 ngày thành 20 ngày, 30 ngày, 40 ngày, 50 ngày, 100 ngày gì đó. Sau đó các bạn chọn cái lệnh query là sẽ thấy. Ví dụ như chúng ta đang dùng cái lệnh get any user trừ filter enable. Tức là chúng ta muốn show tất cả user đang enable trên hệ thống. Thì ở đây nó show tất cả user với tất cả các thuộc tính, và chúng ta dùng filter FLNAME để chúng ta chỉ lấy tên user thôi ha. Chúng ta chỉ lấy tên user, chúng ta không cần phải show chi tiết về user. Rồi ở đây khi chúng ta chọn FLNAME là các bạn thấy là gì, nó hiện các user đang enable mà chỉ hiển thị tên thôi ha. Hiển thị tên thôi. Hoặc là chúng ta dùng cái lệnh ngược lại phone một true thì chúng ta thấy là gì, tất cả user này đang disable, tức là chúng ta đang có 4 user đang disable. Thì chúng ta có thể kiểm tra được. Ví dụ chúng ta có user đạt, chúng ta thấy đa user là đang được disable, cái dấu mũi tên là đang disable. Các bạn vào cao các bạn thấy, kéo xuống dưới các bạn thấy user disable khi chúng ta chọn enable, tức là user default là đang được disable và chúng ta muốn enable, chúng ta run list, chúng ta chọn enable. Hay các bạn kéo xuống account is disabled, tức là chúng ta đang check ở đây, nghĩa là account này đang được disabled, các bạn thấy ha. Khi chúng ta muốn enable thì chúng ta chỉ việc run list và chúng ta chọn enable. Ví dụ chúng ta tìm cái user thứ hai, ví dụ như là tên là Chucky. Tương tự Chucky là user này cũng đang được disabled. Chúng ta chọn account và chúng ta kéo xuống. Tức là account is disabled đang được check ở đây, nghĩa là user là đang disabled. Chúng ta muốn chúng ta run list chọn enable. Vì sau khi enable thì cái dấu mũi tên xuống các bạn sẽ không còn thấy ha, nó mất cái dấu mũi tên. Rồi ví dụ ở đây chúng ta chọn lại cái lệnh thì các bạn thấy là gì, cái Chucky Chu nó không còn nữa, nghĩa là user Chucky Chu chúng ta vừa enable rồi, nên là giờ chỉ còn đổi mỗi user là đạt là được disable thôi. Thì các bạn ở đây view là các bạn nhớ chế độ advanced view, tức là nó view các container mình được default là đang ẩn, hoặc là các cái thuộc tính mình đang ẩn đi chúng ta muốn show rõ thì chúng ta sẽ chọn advanced. Còn nếu bình thường chúng ta muốn đơn giản, chúng ta không cần nhìn nó, nhìn nó rối thì chúng ta bỏ cái dấu check đi để chúng ta nhìn đơn giản hơn, các bạn để ý ha. Thì ở đây chúng ta gọi là tạo template account, nghĩa là gì? Ví dụ sau này mỗi lần tạo account các bạn phải làm gì đây? Thứ nhất là tạo tên user, họ user, account là gì, số điện thoại bao nhiêu, phòng ban nào, người quản lý là ai, địa chỉ bao nhiêu. Tức là chúng ta phải tạo rất là nhiều thông tin. Bởi vậy bây giờ chúng ta tạo một cái account, chúng ta điền đầy đủ thông tin. Ví dụ như phòng ban nào, địa chỉ bao nhiêu, title là gì, report cho ai, số điện thoại là gì. Tức là những thông tin này chúng ta điền hết. Chúng ta đặt tên là template account. Rồi sau này thì giả sử có một cái nhân viên mới vào, chúng ta muốn tạo account thì chúng ta chỉ việc create user này, chúng ta chọn copy, chúng ta tạo. Thì sau khi xong thì có một số thuộc tính nó được giữ lại, thay vì ví dụ như là báo cáo cho ai, địa chỉ công ty là gì, website công ty là gì, member group nào, những thuộc tính này đều được giữ lại. Do đó khi chúng ta tạo account bằng cách là
copy từ một cái template account thì lúc đó chúng ta không cần phải đi cập nhật các thông tin khác quá nhiều, bởi vì các thông tin khác đã được thừa kế. Ở đây ví dụ tôi đang tạo account và chúng ta đang điền đầy đủ thông tin của các field, ví dụ ở đây job title, department, company name, manager, report cho ai, đó là những cái này chúng ta update đầy đủ. Sau đó chúng ta lưu lại. Rồi member of, ví dụ như là user này thuộc group nào, và chúng ta gắn vào đây. Ví dụ ở đây thuộc IT department, tức là phòng IT. Rồi chúng ta chọn apply, ok. Rồi sau khi đó chúng ta đã có một cái template account. Bây giờ giả sử chúng ta tạo một account mới từ cái template bằng cách chúng ta chọn copy. Sau khi chúng ta chọn copy thì nó sẽ hiện ra một cái cửa sổ tương ứng mà chúng ta sẽ điền first name, last name, full name gì đó. Tức là chúng ta phải điền. Giả sử chúng ta đang tạo account tên là Thái Trần. Các bạn lưu ý ha, chức năng password name và expire này, và những cái option về password này đã được thừa kế luôn, được thừa kế, chúng ta không cần phải chọn lại. Sau khi chúng ta chọn finish, các bạn property và account này các bạn sẽ thấy có nhiều thuộc tính sẽ được thừa kế lại các bạn. Hay chúng ta mua vào Unit. Rồi các bạn property account này các bạn sẽ thấy rất là nhiều thuộc tính được thừa kế từ cái template account. Rồi các bạn vào address, các bạn thấy province, country là những cái này sẽ được thừa kế. Organize, department, company name, manager đều được thừa kế. Những thông tin này đều được thừa kế. Rồi phần thứ hai là hướng dẫn các bạn quản lý group. Rồi tương tự, thứ nhất chúng ta sẽ dùng Active Directory User Computer. Các bạn vào Tool, Active Directory User Computer. Rồi, đây chúng ta thử demo, chúng ta tạo group. Ở đây chúng ta đang có group có sẵn, giờ chúng ta demo tạo group mới. Chúng ta vào IT Training Group, chúng ta vào cái ô vuông này, chúng ta chọn New, chúng ta chọn group. Ở đây group name thì chúng ta đặt tên group mà chúng ta muốn tạo. Ở đây ví dụ đặt tên là IT Helpdesk. Group scope chúng ta đang có những gì? Domain local, global, universal. Group type chúng ta chọn security. À, chúng ta đang tạo group. Rồi giả sử chúng ta chọn new group thứ hai. Tương tự chúng ta sẽ tạo đặt tên là group name vào đây. Đặt tên là group IT application. Group scope chúng giả sử chúng ta đặt là universal hoặc là chúng ta giữ nguyên. Group type chúng ta chọn security. Ở đây tạo group thứ ba, các bạn tạo group thứ ba, đặt tên là IT operation. Chúng ta đặt scope là domain local. Group type cũng là security. Hay giả sử chúng ta vừa tạo demo tạo ba group, IT department, IT helpdesk, IT operation. Giả sử chúng ta muốn xem thuộc tính group này, chúng ta đúc click, chúng ta coi cái tab. Ở đây group scope chúng ta là global, member hiện tại chưa có thành viên nào thuộc group này. Chúng ta muốn gắn quyền gắn user làm member group này, chúng ta chọn S. Sau đó chúng ta chọn. Ở đây cho phép các bạn chọn object type, nghĩa là gì? Chúng ta muốn tìm kiếm các object thuộc user. Bởi vì khi các bạn không chọn object type mà các bạn chọn file thì nó sẽ liệt kê ra các cái gì đây? Group này, các user này, các computer, nó rất là rối. Giả sử công ty các bạn hệ thống có hàng ngàn account, rất là rối. Các bạn muốn show những cái object thuộc loại nào thì các bạn chỉ chọn cái object type tương ứng thôi. Và ở đây tôi chọn như Jack Pichu, Thái Trần, Việt Trần. Ba user này là member của cái group IT Helpdesk. Rồi group này
Member of tức là mình muốn group này làm thành viên của group khác thì chúng ta vào tab Member of. Thì Member of thì dĩ nhiên group thì nó chỉ là member của group thôi, nên ở đây các bạn thấy nó chỉ có group. Group không thể là member của user hay là công tơ được, nên dĩ nhiên các bạn thấy nó chỉ hiển thị group thôi. Rồi ở đây chúng ta kéo xuống, chúng ta muốn IT Helpdesk là member của group nào thì chúng ta sẽ chọn tương ứng. Ví dụ ở đây IT Helpdesk là member của IT Department. Tức là group IT Helpdesk là group con của IT Department. Và Jackie Chu, Thái Trần, Việt Trần là member của IT Helpdesk. Theo tính chất bắt cầu nghĩa là gì? Jackie Chu, Thái Trần, Jackie, Đạt Trần, Việt Trần, user đó là thành viên của IT Department, của group IT Department. Rồi group này được quản lý bởi ai thì chúng ta có thể chọn ở đây Jackie Chu. Jackie Chu là người quản lý của group này. Và Manager can update membership, tức là sau khi mình chọn cái chức năng này nghĩa là Jackie Chu có thể thêm bớt các thành viên của group này. Tức là Jackie Chu giờ là manager của group IT Helpdesk và Jackie Chu có quyền thêm bớt các thành viên. Đây. Thì sau khi chọn xong các bạn thấy vào group IT Department các bạn thấy là gì? Chúng ta đang có member là ai? Là IT Helpdesk và hai user. Hai user các bạn thấy. Rồi ở đây ví dụ manager, manage by chúng ta chọn Henry. Tức là chúng ta gắn Henry Nguyễn là manager quản lý cái group IT Department. Rồi chúng ta vừa tạo hướng dẫn demo tạo group và gắn member group hoặc member của group bằng cái công cụ Active Directory User and Computer. Thì ở đây các bạn có thể thay đổi thuộc tính group scope bằng cách property vào chúng ta chọn ha. Group type thì chúng ta có thể chọn skill hoặc là distribution. Group scope thì chúng ta sẽ chọn universal hoặc global. Thì khi chúng ta tạo domain local thì chúng ta chỉ có thể thay đổi thành universal. Hoặc khi chúng ta tạo global thì chúng ta có thể chọn qua là universal. Tức là domain local hoặc là global khi chúng ta chọn ban đầu thì chúng ta không được thay đổi qua lại giữa domain local và global. Các bạn lưu ý ha. Universal thì chúng ta có thể đổi qua lại bất cứ nào cũng được. Nhưng mà khi chọn domain local thì không thể qua global, global thì không qua domain local. Hai cái này khác nhau. Thứ ba là chúng ta sẽ quản lý computer object. Rồi tool chúng ta vào Active Directory User and Computer. Thì ở đây các bạn thấy có một cái OU đây là domain controller hoặc là một cái container tên là computer. Thì computer chính là một cái container default. Khi chúng ta cho domain thì mặc định các computer object sẽ được vào cái container này. Ở đây tôi đang demo là chúng ta sẽ tạo một cái OU mới tên là IT Training Workstation. Tức là chúng ta mong muốn là gì, khi chúng ta cho máy tính vào domain thì tất cả các máy tính phải được nằm trong cái OU IT Training Workstation. Rồi trong cái IT OU Workstation này chúng ta chia nhỏ thành hai OU con tên là laptop. Và chúng ta tạo một OU tên là desktop. Và chúng ta cũng check vào protect container from accidental deletion, tức là chúng ta check vào để ngăn ngừa chúng ta xóa nhầm. Lỡ tay xóa nhầm, chúng ta lỡ tay. Rồi ví dụ giả sử chúng ta tạo một cái computer name, computer object trong cái OU tên là desktop. Thì ở đây computer name là gì? Chúng ta đặt tên là gì? Giả sử nó đặt tên là Win8 01, tức là đặt tên 01. Và cái default thì là domain admin, tức là domain admin là cái group default có quyền tạo các computer object và quản lý các cái máy tính này và có quyền cho cái máy tính này vào domain. Tức là the following user hoặc group can join this computer to domain, tức là default là domain admin, là member của group domain admin là có thể join cái máy tính có tên là computer 8 win801 vào domain.
thì các bạn thấy operating system hiện tại chưa có member of domain computer, default là nằm computer name, rồi operation office là những cái hệ điều hành là chưa có thông tin, bởi vì chúng ta mới tạo, chúng ta chưa có join vào domain nên chúng ta đâu biết hệ điều hành là gì. Tương tự chúng ta tạo cái computer name Windows 802, default là user group, tức là vẫn là để domain admin, hoặc là chúng ta muốn một cái user nào đó, IT nào đó có quyền cho cái máy tính này vào domain thì chúng ta change, chúng ta đặt cái tên người đó vào. Ở đây ví dụ tôi đang đặt tên là Chucky, thì ở đây Chucky là người có quyền cho cái máy tính này vào domain. Chucky là người cho máy tính này vào domain. Thì ở đây không phải Chucky là người duy nhất, thì dĩ nhiên các bạn hiểu là mình phân quyền Chucky nghĩa là Chucky có quyền cho vào domain. Các user khác thuộc group enterprise admin, domain admin thì default đã được. Default đã được rồi. Rồi ở đây chúng ta bước qua cái máy Windows 8. Máy tính là đang ở standalone, tức là chúng ta chưa có cho domain, đang ở môi trường là workgroup. Thì để cho một máy tính vào domain thì trước tiên chúng ta phải kiểm tra IP và DNS của máy tính này có được trở về domain hay không. Rồi chúng ta vào kiểm tra IP. Detail. Rồi DNS chúng ta đang trở về 172.30.1.111, tức là đang trở về cái máy domain controller DC01 SRV của chúng ta. Rồi đang trở về nhưng chúng ta phải, thứ nhất là gì, chúng ta phải kiểm tra computer name là gì, máy tính này computer name là gì đây, đang tên là gì, Windows 8 TBL, và môi trường đang hoạt động là workgroup. Thì chúng ta cần phải rename computer name này lại. Rồi chúng ta vào CMD ha, chúng ta kiểm tra CMD, chúng ta kiểm tra, tức là chúng ta pin tới domain controller 172.30.1.1 coi có kết quả hay không. Rồi reply, tức là chúng ta có thể kết nối được, dùng NSLOOKUP để chúng ta phân giải DNS, chúng ta thử phân giải DNS itchannel.net.local, chúng ta thử phân giải được hay không. Rồi chúng ta ra IP, ra domain, ra IP 172.30.111 và .112, tức là hiện tại domain chúng ta đang sở hữu hai IP là 172.30.1.111 và .112. Rồi chúng ta phân giải đấy là thành công, sau đó chúng ta sẽ change cái container name lại. Chúng ta change ở đây, chúng ta change thành Windows 801 hoặc là Windows 802. Thì các bạn lưu ý khi chúng ta change container name thì chúng ta cần phải khởi động máy tính để hệ thống cập nhật lại các thông tin này vào registry. Rồi chúng ta vừa retract xong, chúng ta login lại. Sau khi login xong thì chúng ta có thể cho máy tính này vào domain, bởi vì chúng ta đã rename cái computer name theo đúng quy tắc. Thứ hai là chúng ta đã kiểm tra DNS có thể phân giải được, nên là chúng ta có thể đủ điều kiện để chúng ta cho vào domain. Rồi chúng ta chọn change setting. Rồi chúng ta chọn change. Thì đây chúng ta computer name tên là win801. Rồi chúng ta chọn domain và chúng ta gõ itchannel.net.local vào đây. Rồi thì sau khi cho domain thì yêu cầu phải chứng thực, thì chúng ta phải có một account có quyền cho vào domain. Thì ở đây chúng ta đang dùng account tên là sysadmin. Thì account này có quyền là domain admin nên có thể là cho máy tính vào domain. Sau khi cho domain thì chúng ta phải restart máy tính lại ha. Chúng ta chọn restart. Rồi, giả sử chúng ta vừa cho thành công thì chúng ta quay lại cái domain controller chúng ta. Chúng ta vào cái computer name. Chúng ta vào desktop, vào cái win801. Chúng ta property. Thì chúng ta DNS name là win801 anti-chain.net.local và operating system, tức là hệ điều hành đã nhận diện được là Windows 8.1 Enterprise. Enterprise. Thì các bạn thấy thì khi chúng ta cho domain thì các thông tin hệ điều hành được cập nhật vào ha, chúng ta được cập nhật vào.
Và ở đây cái Windows 8.01 nó đang nằm ở All User Desktop. Bởi vì sao nằm đây? Bởi vì hồi nãy do chúng ta tạo, chúng ta chỉ định nằm ở đây. Giả sử nếu chúng ta không tạo Windows 8.1 thì các bạn sẽ thấy là cái container 8.1 Windows 8.01 nó đang nằm ở trong cái container là computer của domain, chứ không phải là nằm trong cái OU chúng ta vừa tạo. Ở đây chúng ta quay lại cái Win 8, các bạn thấy là chúng ta sign into Artichinet, nghĩa là gì? Chúng ta đã join thành công và chúng ta đang login vào hệ thống bằng account của domain tên là Chakichu. Artichinet suite Chakichu nghĩa là chúng ta đang login vào domain Artichinet với account tên là Chakichu. Thì đây là lần login đầu tiên các bạn thấy ha. Rồi, tiếp theo phần thứ tư là chúng ta quản lý delegate control. Thì ở đây tại cái giao diện là Active Directory User Computer, chúng ta đang có các OU và chúng ta phân quyền, chúng ta gán, chúng ta ủy quyền các IT, các thành viên có thể là thao tác như thế nào trên hệ thống chúng ta đây. Giả sử chúng ta đang có vào, chúng ta tạo một user account. Ở đây chúng ta đang tạo account gì đây? Thứ nhất là Melbourne Admin, Hà Nội Admin, Global Admin. Rồi chúng ta tạo group Melbourne Admin, Hà Nội Admin và Global Admin. Rồi chúng ta add account vào Member Group. Tức là ở đây chúng ta đang làm các thao tác là gì đây? Chúng ta tạo user. Ở đây chúng ta cần phải tạo 3 user: Melbourne Admin, Hà Nội Admin, Global Admin Twitter. Và chúng ta đang tạo 3 user. Các bạn lưu ý là khi chúng ta tạo user thì chúng ta nên đặt cái chế độ là user need change password unless logon, tức là mình yêu cầu user phải change password ngay lần đầu khi người ta login vào hệ thống. Chúng ta phải yêu cầu để chỉ đảm bảo là password người ta tự quản lý. Còn đây chúng ta đang demo lab thì chúng ta không cần phải reset, bởi vì mỗi lần reset rất là phức tạp nên là chúng ta không cần. Nên ở đây các bạn thấy là mình không bao giờ mình check vào những cái user mới change password unless logon, mà mình để là password name expire luôn. Đây là mình demo lab. Còn trong thực tế khi các bạn đi làm thì các bạn nên yêu cầu user phải tự kiểm soát password của mình. Bởi vì khi user mà reset password, tức là account mình đã bàn giao, là người ta phải tự reset, người ta phải kiểm soát, tức là người ta phải có trách nhiệm trên account của họ. Nếu giả sử sau này khi mình tree lock ra account đó, truy cập vào hệ thống làm một cái gì đó, xóa sự dữ liệu, tree vết được là do account đó thực hiện, thì user đó phải chịu trách nhiệm. Bởi vì sao? User sau khi mình giao bắt cao, người ta đã reset password, tức là người ta phải chịu trách nhiệm trên password của họ. Còn trong trường hợp nếu chúng ta không bắt người ta reset, mà người ta khi có sự cố xảy ra, người ta có thể nói ngược lại là gì? Bởi vì người ta không reset password nên người ta biết được account đó, và ngay IT cũng biết được account đó, nên người ta có thể nói là gì? Do IT hay là gì đó, thì chúng ta rất là phức tạp. Lúc đó chúng ta phải đi điều tra là gì, truy cập ngày nào giờ nào, tại máy tính nào, lúc đó chúng ta mới truy vết được, tức là phức tạp hơn. Nên cho nó khi các bạn tạo account, các bạn nên mình chọn cái chế độ là reset password admin logon, để người ta phải kiểm soát được account của người ta, người ta phải chịu trách nhiệm của chính những gì người ta làm. Rồi ở đây chúng ta tạo account xong, chúng ta tạo group và chúng ta đăng gán user vào. Chúng ta vừa tạo 3 user, chúng ta tạo 3 group, sau đó chúng ta add 3 user này vào 3 group tương ứng. Rồi, bắt đầu chúng ta sẽ đi delegate tương ứng. Chúng ta giả sử muốn phân quyền ủy quyền trên cái Melbourne Office hay là Hà Nội Office. Giả sử chúng ta ủy quyền trên Hà Nội Office, chúng ta right click trong chọn Delegate Control. Rồi ở đây chúng ta chọn Next. Rồi chúng ta muốn ủy quyền User hay Group, thì như hồi nãy chúng ta nói là chúng ta nên ủy quyền hay Group.
đây chúng ta ủy quyền group tên là Hà Nội Admin. Rồi phân quyền người ta ủy quyền cái gì đây? Tức là chúng ta create, delete, manage user account, reset, read, create, modify. Tức là ta đang ủy quyền trên các đối tượng tên là user thôi. Rồi chúng ta chọn next. Chọn finish. Tức là chúng ta vừa delegate control cho Hà Nội admin có quyền trên là OU Hà Nội. Tương tự chúng ta delegate trên cái OU tiếp theo. Ở đây mình ủy quyền delegate trên cái OU Melbourne và cho group Melbourne. Thì ở đây chúng ta chọn create custom task, tức là chúng ta chọn chi tiết hơn. Ở đây chúng ta ủy quyền tạo xóa các đối tượng cao computer và cả group. Tức là chúng ta ủy quyền ngay cả user rồi computer và group luôn. Chúng ta ủy quyền cho ba cái đối tượng này luôn. Rồi read, write, create on object. Chúng ta cho full hết ha. Rồi sau đó chúng ta chọn next. Rồi finish. Tức là chúng ta vừa thao tác delegate cho hai OU Hà Nội và Melbourne Office. Ở Hà Nội thì chúng ta chỉ delegate trên user, còn Melbourne thì chúng ta delegate vừa user vừa group và vừa computer object. Rồi giả sử chúng ta muốn delegate trên nguyên cả domain, chúng ta right click vào ittraining.net local, chúng ta chọn delegate control. Ở đây tôi đang delegate trên toàn domain và chọn s. Ở đây chúng ta delegate cho group là global administration, global administrator mà chúng ta vừa tạo. Sau đó chúng ta chọn next. Thì cũng tương tự chúng ta chọn create custom task và chúng ta sẽ chọn các loại object mà chúng ta muốn delegate để người ta có quyền. Ví dụ ở đây tôi đang chọn account và computer. Rồi user. Group. Tức là chúng ta ủy quyền tạo các đối tượng group, computer và user. Read, write, create on child object. Rồi tương tự chúng ta chọn chọn các option và chúng ta chọn next, finish. Rồi tức là chúng ta vừa demo delegate cho ba cái đối tượng là một hai cái OU và một cái là gì toàn domain. Rồi chúng ta xem hoạt động thế nào. Rồi chúng ta tải cái máy tính Windows 8, chúng ta login vào. Thứ nhất là chúng ta thử login bằng user Hà Nội admin. Hà Nội admin. Đây là lần đầu tiên các bạn login, các bạn thấy ha. Rồi sau đó khi login vào Windows 8 thì các bạn tìm cái công cụ Administrative Tool và các bạn chạy tìm cái công cụ Administrative Tool và các bạn chạy cái công cụ là Active Directory User and Computer. Thì ở đây default Windows 7 sẽ không có hoặc là Windows 8 sẽ không có các công cụ này. Ở đây mình đã, các bạn đang thấy là do mình đã cài thêm một cái công cụ Add-in. Thì ở đây khi sau này các bạn quản trị, các bạn muốn tại cái máy tính client của mình muốn chạy các công cụ để quản lý hệ thống thì các bạn phải cài cái công cụ Management Bus vào. Ở đây mình đã cài, các bạn sẽ thấy ở đây. Rồi mình vào cái Hà Nội, các bạn thử right click vào, right click, các bạn chọn New User và Group. Tức là mình đã delegate user Hà Nội có quyền tạo user và group trên cái OU Office.
Rồi chúng ta right click vào sheet này, chúng ta on path. Chúng ta không thấy cái chữ new, tức là gì? Chúng ta không thể tạo xóa sửa trên cái audio khác, mà chúng ta chỉ tạo đúng trên audio Hà Nội thôi. Các bạn thấy ha? Right click thì chúng ta phải chọn new group of user. Ở đây chúng ta đang demo thử tạo một cái user mới, đặt tên là test 01. Rồi finish. Rồi các bạn thấy thế là gì? Chúng ta có thể tạo một user nằm trong cái OU Hà Nội Office. Chúng ta tạo một user trong Hà Nội Office. Rồi chúng ta delete. Rồi tức là trong Hà Nội Office thì chúng ta có thể tạo và xóa bình thường. Rồi chúng ta thử vào cái OU không phải Hà Nội Office, chúng ta chọn All Start. Rồi chúng ta view, không thấy, tức là không, chúng ta không thấy cái tác vụ là new. Chúng ta không thể là qua OU khác thì chúng ta không thể tạo, chỉ ta chỉ tạo duy nhất trong OU Hà Nội Office là chúng ta được delegate control. Giả sử chúng ta chọn delete, chúng ta không có à, chúng ta không có. Chúng ta right click, chúng ta chọn delete. Access deny ha, chúng ta không access deny. Chúng ta không có quyền xóa ngay cả khi chúng ta tắt cái chức năng, mà xóa nhầm. Chúng ta right click vào, chúng ta chọn object và chúng ta uncheck vào cái chúng ta chọn object và chúng ta protect object from accident, tức là object này không được check và nó ẩn đi, tức là chúng ta không có quyền chỉnh sửa, bởi vì chúng ta không có quyền xóa trên các audio khác, chúng ta chỉ có duy nhất quyền trên cái Hà Nội Office. Rồi chúng ta thử sign out, chúng ta thử login bằng cái user Melbourne Office, Melbourne Admin. Rồi tương tự các bạn cũng vào tìm chạy cái công cụ Administrative Tool và chạy User Active Directory, User Computer. Chúng ta chạy công cụ này lên, chúng ta thử. Rồi tương tự chúng ta vào Melbourne Office, chúng ta chọn New. Thì các bạn ở đây chúng ta thấy thêm là gì? Computer, Group và User, tức là chúng ta thêm cái phần Computer, tức là User này có quyền tạo User, Computer và Group trong OU này. Nhưng khi chúng ta qua cái OU khác, các bạn thấy chữ new nó bị mất, tức là chúng ta không có quyền. Tương tự là chúng ta không có quyền tạo, chúng ta chỉ thấy đúng cái OU mà chúng ta được phân quyền thôi. Đó là chính là các bạn thấy là chức năng của Delegate Control. Rồi ở đây chúng ta quay lại, trong trường hợp giả sử như chúng ta phân quyền, nhưng mà chúng ta chỉ phân quyền là user không được xóa, không được delete, không được thay đổi. Nhưng mà các bạn là thấy, các bạn thấy như thế nào? Tức là khi user login vào cũng có thể là gì? Thấy được dữ liệu của các OU khác. Tức là giờ mình muốn vấn đề là gì? Khi user thuộc OU nào, được gắn quyền là OU nào, thì login vào chỉ thấy đúng user, các member của cái OU đó thôi, còn các OU khác sẽ được ẩn đi. Thì ở đây các bạn giả sử các bạn right click vào một cái OU tên là Melbourne Office, các bạn chọn tab Security, các bạn chọn Melbourne Office, chọn Security, các bạn add, ví dụ mình add tên là Hà Nội Admin. Và trong cái deny quyền read, các bạn giống check vào deny quyền read đi, mình chọn cái chọn là deny ở cái chỗ read, và ok. Rồi ví dụ như mình làm thêm cái OU là Sydney Office, các bạn chọn security, các bạn tương ứng đoạn Hà Nội Admin, các bạn add vào đây. Rồi mình chọn deny ở cái chỗ read, tức là mình cấm đặt
tức là theo nghĩa gọi là mình cấm đọc. Rồi các bạn thử login vào bằng user Hà Nội admin. Rồi chúng ta tương tự chạy công cụ Administrative Tool, rồi vào Active Directory User Computer, các bạn chạy lên. Rồi sau khi login vào, các bạn sẽ không thể tìm ra ILU, Melbourne Office và Sydney Office. Chúng ta không thấy Melbourne Office và Sydney Office. Tức là chúng ta deny bridge, tức là khi người này vào, chúng ta bị ẩn đi, chúng ta bị ẩn không thấy. Rồi, module thứ tư chúng ta sẽ giới thiệu Automation Active Directory Domain Service. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn có thắc mắc, xin vui lòng gửi mail về cho mình hnguyen@ittraining.vn hoặc là truy cập website ittraining.vn để đặt câu hỏi và chúng tôi sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chân thành cảm ơn.